là vui và hạnh phúc khi được các anh trong phòng cũng như là mọi người ở quầy bar là tặng những cái đẹp hơn rất là đẹp. Mình thấy nó rất là vui và bất ngờ khi nhận được cái món quà từ một bạn đồng nghiệp. Không phải là to lớn mà ý nghĩa rất là vui, rất là hạnh phúc. Mà gần như dòng từ bỏ hoài cho chị em có một ngày vui vẻ. Anh em rất là nhiệt tình và thấy nó rất là ý nghĩa cho món quà này. Hôm nay Cường và anh Huy thực hiện những tách casino để gửi tặng cho những người chị em nhân ngày 20 tháng 10. Chúc các chị em mình có một ngày thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ có rất nhiều vui vẻ, rất nhiều niềm vui. Lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để có thể tiếp sức cho những cái mục tiêu lớn của bản thân cũng như là cho những đầu tiết của mình.